được. Con chơi cái gì đó? Giống như muối hả? Con đi lấy cái gì vậy? Con làm cái đó là cái gì? Để làm chi vậy? Rồi đây rồi. Đây rồi làm sao nữa? Cái đó là cái gì con? Cái đó là cái gì? Dính lên mình mấy con rồi hả? Chiếc đó là chiếc gì con? Cho con sao đổ bé vô sao con không cảm ơn? Cảm ơn ai? Coi chừng cá vô mặt nha. Con này là con gì vậy? Cầm là con gì vậy con? Con đó là con gì? Rồi
Rồi mình làm gì tiếp tục đây? Mẹ hả? Mẹ đi mua đồ ăn rồi. Có chai đã chưa? Mình đi về được chưa? Đi về được chưa? Nhưng mà ở đây hoài đâu được đâu. Cô chơi cát này dơ lắm. Sạch bóng luôn ư? Nhưng mà cát là dơ chứ. Mình đổi sang trò khác, mình đi chơi đi. Có tìm được cái gì vậy? Đây chỗ này. Thành công chứ con. Đem đi đâu sữa? Cái gì vậy con? Cát lên mình mãi không, rất là không thoải mái. Cát lên mình mãi không thoải mái hả? Dạ đúng rồi. Ba làm gì thoải mái chưa? Thoải mái quá đi. Rồi sao con không cảm ơn ba? Cảm ơn ba. Không được tưới lên mình. Rồi sao nữa? Chơi đã chưa? Sao? Nó phải chạy được. Nè, nó sẽ xuất phát bỏ lên được. Nó chạy được. Mà